Điện máy Thành Đạt giới thiệu với lại toàn thể khách hàng. Đây là dòng sản phẩm kiềng ga mặt kính với 5 chân cài. Tất cả các dòng bếp ga mặt kính là đều thường sử dụng loại kiềng này với đường kính vòng kiềng là 18,5 cm. Đây là vị trí các chân kiềng khi mình đặt lên mặt kính là sẽ cài lên vành cố định của mặt kính. Chất liệu là bằng sắt và sơn là sơn tĩnh điện, chống rỉ, chống cháy.